Chào mừng các tình yêu đã trở lại với chuyên mục Để Mị Kể Cho Mà Nghe. Ngày hôm nay, Mị sẽ chia sẻ một số những bức xúc của mình về những phát ngôn không đúng về những điều xung quanh mình. Ngày hôm nay, Mị đã chia sẻ ở trên Facebook của mình những cái lời cảm ơn của những học sinh mà Mị đã từng dìu dắt để mà ngày hôm nay các bạn học sinh đã đạt được những topic cấp 5, cấp 6, những điều rất là đáng quý trong cuộc đời của các bạn. Thì là có một bạn fan bạn comment ở như thế này: giá mà học phí bên học viện rẻ hơn một chút. Thì bạn này như vậy đồng nghĩa với việc là bạn ấy chưa phải là học sinh của học viện nhà mình rồi. Mình không hài lòng với câu comment này của bạn bởi vì bạn nói là rẻ hơn một chút. Thế nào là rẻ, thế nào là đắt? Nếu như bây giờ giá trị của cái này là 20.000 nhưng người ta bán thành 40.000 thì nó là bán đắt. 20.000 nhưng người ta bán thành 30.000 nó là bán đắt. Đắt gấp rưỡi, đắt gấp đôi là bán đắt. Và nghĩa là người ta bán không có rẻ một tí nào cả. Còn đây nhá, học phí của mình là gì? Thuận mua là vừa bán mà nó đúng giá thì thôi. Ví dụ như thế này, học phí ở các khóa ở học viện khác là người ta dạy sơ cấp 1 là chỉ có 10 bài thôi thì học phí người ta là 2 triệu. Nhưng bây giờ học phí ở học viện Quân Hưu dạy full 15 bài là cũng là sơ cấp 1 thì nó là 3 triệu. Vậy thì là hoàn toàn là mức vẫn là đúng với mức học phí chung chứ không phải là học viện Quân Hưu bán đắt. Bây giờ bạn nói là giá mà học phí của học viện rẻ hơn một chút thì như vậy đồng nghĩa với việc bạn nói học viện Quân Hưu bị đắt. Là như vậy là mẹ muốn sẽ vả vỡ mồm bạn ấy ra. Tất cả những trường hợp nào mở mồm ra bảo học phí ở chỗ tao đắt là tao sẽ đổ cho vài cái xúc vào mồm chúng mày bây giờ đấy. Đổ cho vài cái xúc vào mồm chúng mày bây giờ đấy. Mở mồm ra nói liên ra liên thiên. Cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi phát ngôn nha. Đắt hay rẻ nằm ở cái giá trị của nó. Nhưng nếu như ở đây là gì, mình bán đúng theo mặt bằng của thị trường. Nhưng bây giờ ví dụ như thế, cùng là bây giờ mình bán đôi tất đi, nhưng bây giờ người ta bán combo 3 cái thì sẽ là 15.000, người ta bán 2 cái thì sẽ là 10.000, thì có thế thôi. Bây giờ bảo ôi chỗ kia bán tất cả 15.000 nhưng đâu có biết là người ta bán 3 đôi, cho nên người ta bán 10.000 đấy giỏi, nhưng mua 10.000 đi được 2 đôi thôi, tiền nào của nấy, thuận mua thì vừa bán đúng không nào. Và nếu như mà học viện Quân Hưu mà bán đắt ý, thì không bao giờ học sinh nó ẩn kéo đến nó ùn ùn như bây giờ. Học viện phải mở rộng quy mô, phải mở rộng phòng học, trong khi không bao giờ phải chạy bài quảng cáo hay là phải xích đinh hay là phải vớ vẩn nha các bạn nhá. Cho nên các tình yêu nhá, comment hay là phát ngôn cẩn thận, đừng có nói những nói điều sai rồi ra ngoài đường công đông nó kẹp cho vỡ mồm, hiểu không? Tiếp tục xe đi anh em ơi.